Đây là cái chả giò mà mình đã chiên rồi nhá các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ kiểm tra, mình ăn thử xem là cái cách thức mình làm nó có giòn không. Đây cái chả giò đây. Đấy, các bạn nhìn thấy nó size của nó rất là vừa tầm, không có lớn quá, không nhỏ quá. Đó. Đó mình ăn kiểm tra thì thấy rất là giòn. Rất là ngon nha các bạn. Đó bây giờ để làm sao có được cái miếng chả giò như vậy thì mình sẽ hướng dẫn ở trong cái video này nha các bạn. Xin chào quý vị và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn món chả giò nha các bạn. Món này thì nó quá quen thuộc với chúng ta rồi, nhưng mà mình vẫn muốn làm. Thì nguyên liệu của chúng ta cần hôm nay là 2 kg thịt gà Maryland xay. Đây của mình đã sẵn sàng ở trong đây rồi. Là 2 kg thịt gà Maryland xay, 2 củ hành. Đây, 2 củ hành brown nha các bạn. 2 củ cà rốt và 2 muỗng cà phê đường. Đó, và 1 muỗng cà phê muối và 1 nêm thì chúng ta sẽ cho là 2 muỗng cà phê. Và nước mắm thì chúng ta sẽ cần là 1 tablespoon. Và khoai môn thì ở đây mình có cho là tùy ý, thì mình có nửa củ khoai môn mình có đây. Và 10 gram mộc nhĩ. Cái mộc nhĩ này mình mua ở trong gói mình đã ngâm ra rồi. Và tất nhiên là không có thể của thiếu bánh tráng rồi đúng không ạ? Đó thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm nha các bạn. Ngoài ra cái món chả giò này thì chúng ta cần có thêm tôm nữa. Thì nếu mà ai muốn ăn tôm thì bỏ tôm vô. Nhưng mà thằng con trai mình nó không có thích ăn tôm. Cho nên là mình không có cho tôm hôm nay. Đấy thì nếu các bạn muốn cho thì cứ cho vô. Rồi chúng ta giờ thái mộc nhĩ ra các bạn. Đó mộc nhĩ thì chúng ta sẽ thái ra như vậy nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ cho vào cái hỗn hợp chúng ta làm chả giò nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bào cà rốt nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ bào hành nhanh các bạn. Thì chúng ta cũng vắt bớt nước ra, chúng ta chỉ lấy bã thôi. Bây giờ mình sẽ vắt nước của hành ra nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho hạt tiêu vào nha các bạn. Mình cho một chút xíu nha các bạn. Tùy theo cái khẩu vị của mình. Nhà mình có con nít thì cho đây là mình cho một chút xíu cho nó có vị thôi. Rồi chúng ta sẽ cho là mình sẽ cho là 4 muỗng cà phê đường nha các bạn. Rồi mình sẽ cho là 4 muỗng cà phê bột nêm. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ cho là 1 muỗng cà phê muối. Và cuối cùng là chúng ta sẽ cho là 1 muỗng tablespoon nước mắm nha các bạn. Rồi 1 muỗng muỗng ăn cơm á, nước mắm. Để cho nó có cái mùi vị của người Việt chúng ta là lúc nào nó cũng hơi mắm mắm một tí. Rồi bây giờ mình sẽ nhồi đều lên nha các bạn. Người Bắc thì người gọi là trộn bột, trộn đó.
Mình đứng đây thì mình ngửi thấy cái mùi hành nó rất là hăng nha các bạn. Hôm nay mình làm chả giò cho playgroup của con mình để cho mọi người ăn. Trời, trong đó là có con nít nhiều. Và có một số trẻ thì dị ứng với tôm và một số trẻ thì dị ứng với trứng. Cho nên là mình sẽ không cho hai cái trứng và tôm vào trong cái chả giò của mình hôm nay. Đấy là tại sao mà không có hai cái vị đó ở trong đây. Còn nếu như mình muốn ăn tôm khô thì mình cũng có thể cho một chút xíu vào nha các bạn. Cho tôm khô vào rồi khi chiên thì nó cũng có mùi thơm rất là ngon. Nếu mà mình muốn ăn tôm. Bây giờ mình sẽ làm bột rán nha các bạn. Rán cái mép chả giò để khi mình cuốn lại đó. Thì mình không có dùng bằng lòng trứng, mà mình sẽ dùng là bột mì, 2 muỗng cà phê bột mì nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ nấu nước sôi, mình bỏ vào đây mình sẽ làm bột rán. Cái này là cái bánh cuốn chả giò nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ mở ra. Bây giờ mình đã mở ra rồi. Mình sẽ cắt xéo là theo cái đường chéo của nó. Rồi chúng ta sẽ gấp lại, chúng ta sẽ bỏ hai góc đó đi các bạn. Rồi mình sẽ xé nó ra nha các bạn. Rồi bây giờ cái gói bánh cuốn chả giò đây mình đã rời hết ra nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tổ chức là mình cuốn chả giò. Rồi bây giờ mình sẽ cuốn nha các bạn. Mình quấn ít thịt nha các bạn, để khi mà mình chiên lên thì nó sẽ giòn và nó nhanh chín đó. Đấy là cái là cách quấn nha các bạn. Khi chúng ta bỏ vào trong cái chai này nha các bạn, thì chúng ta sẽ bỏ cái đường nối này xuống bên dưới, nó đè xuống là nó giữ luôn cái chả giò của mình, nó không có bung ra, mới nhìn nó đẹp đó. Đấy, thì khi chúng ta đưa vào thì chính giữa của cái hình tam giác để sẽ là cái chính tâm của cái của mình. Đó, rồi mình sẽ cho cái nào vào giữa, cái thịt vào giữa, rồi mình sẽ gập hai bên vô, mình sẽ quấn lên thì nó đều hơn. Mà anyway á, mình đã cắt hai cái đầu này rồi, thì mình sẽ ứng chừng được đấy các bạn thấy không? Ứng chừng được vào cái chỗ này. Và cái bên kia vào kia nó không có dư ra quá mà không có gập ra gập vô thì cái chả giò của mình nhìn nó không có slim, nó không đều á, không có cân. Đó thì về cái cách này là cái cách mà mình đã thấy là nó good mà nó đẹp và nó ngon đó. Nhìn nó cũng hấp dẫn. Và khi cái miếng chả giò của mình nhìn nó cân đối này, khi mình xếp nó cũng được nhiều đó các bạn. Đó mà nó quan trọng là nó đẹp mắt. Đấy, nhìn nó ok hơn. Còn nếu mà mình để cái miếng tam giác thì mình không có cắt khúc đi, nó dài ra tới đây, rồi mình gập lại gập vô thì nó không có đều. Cái bánh của mình nhìn nó không có thon, không có đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ quấn cái chả giò là cho làm sao mà khi mình chiên nó không có bị xì nha các bạn. Đó thì mình cho khoảng độ 1 muỗng
rồi chúng ta sẽ, nói chung càng ít càng tốt, thì chúng ta sẽ tự căn chỉnh khi trong quá trình chúng ta làm, rồi chúng ta sẽ wrap hai bên lại đấy, rồi chúng ta đưa từ cái phía cuối này lên quá lên trên này, rồi cái tay chúng ta sẽ ép vào cái chỗ này, rồi chúng ta đưa lên. Thì các bạn thấy đó, thì bây giờ là cái lớp bánh tráng này á, nó sẽ tự nhiên nó thành hai lớp, thì khi chiên nó sẽ không có bị xì ra nha các bạn. Đây, nếu như mà mình làm cho nhiều thịt quá hoặc là không đúng cách thì nó sẽ bị thịt nó sẽ xì ra, bởi vì trong thịt của mình nó có nước thì nó sẽ gây nên là nổ đấy. Thì mình làm cái thịt nó vừa thôi, nó càng nhỏ thì càng tốt, thì khi mình chiên á thì nó nhanh chín, nó giòn mà nó ngon nha các bạn. Và đặc biệt nữa là mình để từ sáng tới chiều thì cái chả giò của mình nó vẫn cứ giòn nha các bạn. Và quan trọng là khi mình chiên á thì cái dầu của mình để cho thật nóng nha các bạn. Rồi bây giờ sau khi mình gói chả giò xong thì chúng ta sẽ cho vào trong cái wrap, chúng ta wrap plastic lại nha các bạn, để chúng ta bảo quản trong kho đá. Rồi hiện tại của mình ở trong này là 20 cái nha các bạn. Đó. Thì các bạn muốn làm bao nhiêu cái thì tùy các bạn. Thì đây là cái cách của mình làm thì là như vậy. Nó vừa với cái tủ của nhà mình thôi, không có gì hết. Rồi bây giờ mình sẽ cho nốt cái số còn lại này đâu. Đây mình sẽ làm được hai cái bầy nha các bạn. Đấy, mình cho vào tủ đá. Một cái này là 20 chiếc. Đấy. Hai cái này là 40 chiếc. Đó, bây giờ mình sẽ cho vào tủ đá. Rồi để đến khi nào nó đông thành đá là có thể là được nha các bạn. Thì khi nào mình ăn thì mình sẽ đem ra mình chiên. Lý do của mình cho vào đông đá là bởi vì là khi chiên thì nó mới giòn nha các bạn. Nếu như mình không có làm như vậy thì chiên nó sẽ không có được giòn giống như là mình cho vào đông đá. Rồi chào các bạn, bây giờ mình sẽ chiên chả giò nha các bạn. Thì bây giờ cái chảo dầu của mình để trên bếp lửa nhỏ ấy, thì mình để cho nó thật nóng. Rồi đây là cái chả giò của mình nha các bạn. Thì đấy, mình đã bỏ vào đông đá cứng thành đá luôn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy chày mình đập ra nha các bạn. Rồi đấy là cái chả giò của mình, là mình muốn như vậy là mình phải để nó thành đá cứng như vậy nha các bạn, thành đá đó, tủ đá đó. Đó, sau đó mình sẽ đập ra. Làm như thế này á thì chiên nó rất là giòn, mà các bạn để đến 4-5 tiếng đồng hồ từ sáng đến chiều cái chả giò của mình nó vẫn giòn nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đập tiếp cái này. Đấy. Đó, bây giờ mình sẽ đem ra mình bỏ chiên nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ vô chảo mình chiên nha các bạn. Đấy, chảo dầu thì thật là nóng, mà chả giò thì lại thật lạnh. Và cho dầu thì lúc nào cũng phải ngập nha các bạn. Đó, đây là cái món ăn của người Việt chúng ta. Đó, mình cứ để như vậy trong khoảng độ 5 đến 10 phút rồi nó chín nha các bạn. Đó, bây giờ mình đang chiên nha các bạn. Lửa thì mình để lửa lớn á. Đó, từ 5 đến tới 10 phút là được nha các bạn. Mình chiên, mình sẽ để lửa lớn. Đó, bây giờ mình sẽ lấy ra nha các bạn. Nó vàng như vậy nó là được rồi nha các bạn. Đó, cái này là do cái lúc mình cuốn kỹ nha các bạn. Nó không có bị xì, không bị bẻ. Các bạn thấy miếng chả giò của mình nó còn nguyên hình, nguyên dạng. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ ra nha các bạn. Đấy, một cái khay này của mình là 120 chiếc đó các bạn. Là đầy như vậy đó. Đây là cái phần chả giò mà mình đã chiên rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem nó có giòn không nha các bạn.
mình sẽ kiểm tra xem có ngon không. Mình thấy rất là giòn nha các bạn, ngon lắm. Rất là giòn. Đó, cái chiên chả giò của mình như vậy là xong nha các bạn. Đó, mình chúc các bạn ngon miệng, vui vẻ và thành công. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. See you next time. Bye bye.